Bây giờ mỗi bạn sẽ tìm một căn nhà xã Sơn Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Lưu ý là không được nói tên chương trình khi xin ở trọ, và quan trọng là nhà của Sơn Minh phải do Vân Quỳnh xin và ngược lại. Trời. Wow. Trời ơi, nghĩ sao xin. Vui nè. Thử thách xin ở trọ đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình, nhưng mỗi lần thực hiện ekip đều có một điều kiện kèm theo. Liệu lần này Vân Quỳnh và Sơn Ngọc Minh có dễ dàng vượt qua điều kiện này không? Trời sắp tối rồi, chần chờ gì nữa mà không bắt đầu đi hai bạn trẻ. Trời ơi, trong cái tình trạng là trời sập tối như vậy thì cả mình với lại anh Sơn Ngọc Minh đều là hai người bị rất cận rất là nặng. Nên là đến không bây giờ không thấy gì đâu, thiệt luôn. Thiệt tình là không có thấy cái gì nữa luôn á. Con chào cô. Chào con. Con có thể nói chuyện cô xíu được không ạ? Thử thách ngày hôm nay của tụi con là phải xin để có thể ở trong nhà một đêm, qua sáng mai tụi con đi liền. Được không cô? Chắc nhất à. Cô ở nhà với ai ạ? Ở với bà cụ. Bà cụ ạ? Ông xã rồi con nữa, chắc nhất à. Cảm ơn cô chú, cảm ơn bà. Dạ. Rồi, em nghĩ Minh qua đây đi Minh. Để mình xin đi. Rồi. Nhà không có ai hết. Thế vô đây nè. Em xin cho anh ở nhà được nè. Dạ. Chú ơi, con chào chú. Chú dạ. Ở nhà với ai ạ? Nhà này chú ở với ai ạ? Nhà này chú ở là coi như là với một thằng con út. Dạ. Dạ. À con út với con dâu. Với chú. Dạ. À vậy thôi ạ. Dạ, mà ví dụ con xin vô ở thì hai anh chị có nói gì không ạ? Dạ. Mà tụi con là người ở đâu, ở thành phố là? Dạ, ở Sài Gòn, tụi con lên đây tham gia chương trình truyền hình. Thì thử thách tụi con là có xin cho anh này ảnh ở lại một đêm ở nhà mình, với lại sáng mai làm một cái món ăn để mà cùng với gia đình mình thực hiện cái thử thách đó luôn. Chú cảm ơn. Dạ. Thì chú cũng không. Chú giới thiệu chỉ cho con cái cách làm món củ hủ dừa để sáng mai con phải thực hiện cái món đó. Chứ chú không có rảnh để chú. Dạ. Thì anh chị đi làm hả? Chứ chừng nào mới về ạ? Chút xíu về rồi chừng nửa tiếng nữa thì tới. Sáng mai con sẽ đi theo chú, phụ chú xong rồi con khoanh lại đây. Con làm cái món học chị đâu? Đợi khi nào chị đã về thì con học chị làm cách gọi củ hủ dừa được không chú? Thì cũng được chứ gì rồi đâu. Thì cần cảm ơn chú. Mới chỉ tìm được có một nhà đồng ý cho Sơn Ngọc Minh ở lại mà trời đã tối hẳn, đèn đường đã sáng, một số nhà đã cửa đóng then cài. May mắn có còn mỉm cười với cô gái dễ thương này không? Chắc ba chắn ơi, Sơn Ngọc Minh ơi sẽ làm hết sức mình để tìm một căn nhà ấm áp ba cho ơi, quân Bình tá túc đêm nay. Có nhà không ạ? Thôi vậy. Các vậy cả. Thôi. Đi xin nhà khác, anh xin nhà khác cho. Bây giờ là 7:30. Chú ơi, cô ơi, con chào cô chú. Dạ. Con chào cô, con chào chú. Con tham gia chương trình một truyền hình thực tế đó cô. Ngày hôm nay thì cô con phải thực hiện một thử thách là xin cho bé này ở đây một đêm. Ở đâu? Ở đây hả? Ngón xeo. Dạ, ở nhà mình à. Ở nhà đây hả? Dạ. Dạ, dạ, cho con một đêm tá túc ở lại nhà mình. Cho đó. Bé ở lại một đêm được dạ. Không cô? Vậy nè. Sao á? Cho, mà nghỉ ở đâu, ngủ ở đâu? Dạ, con ngủ ở đâu cũng được, con nằm đất cũng được nữa. Con nằm ở cô đâu ơi, sáng mai con hỏi là mọi người có ai ở nhà không ạ? Buổi sáng mọi người làm gì ạ? Đây, buổi sáng mai... Sáng thì ở nhà đây mình đi chợ được kia vậy chứ. À, sáng mai tốt quá. Bé phụ cô đi chợ. Dạ. Dạ, một đêm, mẹ. Một đêm tối nay. Ừ, đi về. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô, cảm ơn cô. Ôi dạ. Con cảm ơn cô. Dạ đi nha. Dạ. Rồi. Con là Quỳnh. Cho con hỏi tên cô là gì được không? Tên Thủy. Dạ cô Thủy. Cô Thủy ha. Để con dễ gọi á. Dạ. Chú là ở đây được bao lâu rồi ạ? Chú ở từ hồi nhỏ tới cha sinh mẹ đẻ đây. Là quê ở đây luôn hả chú? Hai anh chị làm gì chú? Thằng đó thì nó làm ở công ty có ẩm chứ nó làm cái xí nghiệp đó rồi nơi cắn thức cái bầu ngư nè. Dạ, nắm bầu ngư à? Dạ. Con xin lỗi là nãy giờ con vô nhà chú mà con chưa biết tên chú à? Chú tên gì chú à? Tên Hùng mà dạ. Chú thứ bảy. Dạ, dạ con gọi chú bảy. Ừ. Con là Sơn Ngọc Minh. Là hiện tại thì con đang làm
vào ngành nghệ thuật trên thành phố. Và con ở quê Cần Thơ thì con ít đi đó nhiều. Chú Bảy Hùng đã được sinh ra, lớn lên và cũng trải qua biết bao thăng trầm trên mảnh đất Bến Tre này. Giờ đây, cuộc sống với chú Bảy mỗi ngày đơn giản chỉ là những tách trà ngon, những chiếc bánh nhỏ và vui vầy cùng con cháu. Sống đến cái tuổi lục tuần rồi thì cũng đến lúc thảnh thơi. Còn gì chú ở nhà mình hả? Khi nào anh chị mới về ạ? Chút xíu nữa đó đi. Coi như nó nhắc thì vợ con với chú vợ cho con đi khám bệnh. Dạ. Vừa tới giờ. Mình bình thường là khi nào mình ngủ hả chú? Chú hả? Ở đây là thức khuya lắm ạ. Mà giờ con biết là khi nào chị về để con hỏi cái cách làm món gỏi củ hủ dừa vào sáng mai. Cái gỏi cà hủ dừa thì bắt đầu mơ lại có nhỏ em tôi ngoài nó cũng rành mà. Mà anh dâu tới nó cũng biết nữa. Dạ. Nhiều người biết đó, ở đây biết bị vậy đây quê dừa mà. Chú nghỉ ngơi đi. Cháu không nghỉ đâu, chú ngủ uống trà hả? Con chịu uống trà hả? Con giờ con chịu uống trà với chú, con sẽ tiếp chú. Ừ. Con mà chịu uống trà hả? Con uống với chú tới sáng chú ngủ. Tại chú mày uống trà. Chú không biết nhậu. Rồi thằng con chú nó cũng không biết nhậu nữa. Vậy là nhà mình tối ở đây là chỉ có cô chú với bà thôi. Dạ. Dạ. Thứ bảy chủ nhật mới có con gái về, con gái với rể về. À, vậy cô chú được mấy mặt con? Hai. Hai ạ? Hai trai, một trai một gái, một dâu một rể. À, vậy là anh chị đã có vợ chồng hết rồi, dạ. À. Cháu rồi, cháu nội, cháu ngoại rồi. Cha, ngoại hai nội. Chú Thạnh, cô Thủy cũng là những người dân gốc Bến Tre, cũng đã đến tuổi lục tuần và cũng đang tận hưởng những ngày tháng an nhàn cùng con cháu. Cả cuộc đời lo cho cuộc sống gia đình sung túc, hạnh phúc của cô chú giờ đây là nụ cười của dâu, của rể và những đứa cháu nội ngoại hai bên. Và đêm nay lại có một cô gái dễ thương xin ở trọ lại nhà mình.